Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Như anh chị và các bạn cũng biết á, thì mình đang thử nghiệm cái con ốc ma này bằng các loại thức ăn để mình đánh giá xem là nó thích ăn những cái loại thức ăn nào, rồi ăn loại thức ăn nào thì nó nhanh lớn, nhanh phát triển, rồi nó đẻ nhiều. Thì mình đang trong quá trình mình thí nghiệm để mình theo dõi. Sau đó khi mình có một cái kết quả rồi á, thì mình mới đưa ra một cái nhìn tổng quan, mình mới kết luận lại được là nuôi con này nó có hiệu quả hay không hiệu quả. Còn cái việc về vấn đề đầu ra thì dùng cho mục đích là chế biến thực phẩm hay là bán cho các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu gì đó thì mình cũng chưa có hướng tới cái mục đích đó. Mà mục đích ban đầu của mình hiện tại là mình chỉ có ý định là mình sẽ dùng cái con ốc ma này để mà chế biến ra thức ăn gia súc và gia cầm. Tại vì em cũng biết là cái giá thức ăn gia súc gia cầm mà hiện tại thì nó rất là cao. Như giá cám ếch hôm qua mình mới mua một bao thì nó tới 470 ngàn. Như vậy là tính ra là khoảng 23 ngàn mấy một ký. Đó, thì nhiều khi anh em quan tâm tới cái đầu ra của con ốc ma thì mình chia sẻ với anh em là thật ra cái gì nó cũng có đầu ra hết trơn á. Bất cứ một cái gì. Nhưng mà thay vì anh em bán ra ngoài thị trường thì anh em có thể là tạo ra một cái chuỗi thức ăn. Anh em lấy cái loại thực vật này cho loại con kia ăn, rồi lấy loại kia cho con lấy cái con kia cho cái một loại khác nó ăn. Ví dụ như mình thì mình lấy cỏ cây hoa lá, nói chung là mình tận dụng tất cả mọi thứ, rau cỏ này kia. Mình có thể là mình cho con ốc bươu vàng ăn, rồi mình sẽ dùng con ốc bươu vàng đó mình cho con gà con vịt nó ăn. Thì ốc bươu vàng thì mình vẫn đang nuôi, còn cái ốc ma thì này thì mình đang thử nghiệm. Tại vì mình thấy cái con ốc ma thì cũng một là cũng được nhiều người quan tâm, thứ hai nữa là cái điều kiện sinh sống của nó cũng tương đối là dễ, tại vì ở bên ngoài tự nhiên anh chị em cũng thấy là thường thường lâu lâu mình cũng có gặp, rồi nó cũng tùy nha, nhiều chỗ thì nó cũng rất là nhiều. Thì mình nghĩ là ở ngoài tự nhiên nó nhiều như vậy thì mình cũng có thể là mình đưa vào mình nuôi, mình tạo ra một cái điều kiện lý tưởng cho nó phát triển thì có lẽ là nó cũng sẽ đạt cái hiệu quả. Và có một cái mà con ốc bươu vàng nó không thể sánh với con ốc ma được đó, là về cái đầu ra. Thì con ốc ma này nếu như mình nuôi theo tiêu chuẩn mà mình nuôi sạch, cho ăn sạch mà không bị nhiễm bệnh này kia thì nó là một cái nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng. Dinh dưỡng của nó, như một số anh em có chia sẻ là cái dinh dưỡng của nó thì nó cao hơn, nói chung cao hơn tất cả các loại ốc bươu khác. Và nó ở trên thế giới thì một số nước họ coi những con ốc sên là một cái đặc sản, chẳng hạn như Pháp hay là Thái Lan thì họ sử dụng con ốc sên vào cái mục đích là làm đẹp cho chị em. Cũng không biết là nó có tác dụng như thế nào, nhưng mà họ cho bò lên mặt đó. Rồi họ lấy cái nhớt của con ốc sên họ làm sao họ chế biến ra mỹ phẩm gì đó. Thì về tương lai á, nếu mà nói về tương lai thì mình nghĩ là con ốc ma này nó sẽ có tương lai hơn rất nhiều so với con ốc bươu vàng. Thứ hai nữa là cái con ốc bươu vàng á, nó có một cái hạn chế lớn nhất á, là hiện tại á, là Việt Nam mình nhà nước đang cấm nuôi, cho nên là nhiều khi anh em muốn nuôi anh em cũng ngại. Chứ thực sự mà nếu mà nói về tốc độ phát triển của con ốc bươu vàng á, thì nó cực kỳ là nhanh. Và nếu mà nuôi để mà làm kinh tế thì mình nghĩ là nó cũng rất là hiệu quả. Nhưng mà có cái hạn chế đó thì anh em mình cũng không thể nào mà phát triển với quy mô lớn được. Thế còn con ốc ma này á, thì điều kiện của nó thì cũng tương đối dễ, và nó hình như nó cũng chưa bị cấm hay là sao đó thì mình cũng 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 chưa tìm hiểu rõ, nhưng mà hình như là nó cũng không bị cấm đó. Mà cho nên do đó mà mình mới tập trung mình thử nghiệm xem là cái tốc độ phát triển như thế nào, để sau mình sẽ chuyển hướng, mình sẽ sử dụng con ốc ma này nữa. Có một vấn đề nữa là cái lượng, theo như mình đánh giá nha, thì cái lượng thịt ở trong con ốc ma này á thì nó nhiều hơn con ốc bươu vàng. Con ốc bươu vàng thì cái lượng thịt nó thì tập trung ở cái phần lưỡi không à, chứ nó không có cái phần đít á, thì nó toàn là thức ăn mà nó các bạn đập con ốc bươu vàng ra thì ở dưới thấy cái phần đít của nó thì toàn là cái dạng giống như cái phân á,
cái lượng phân nó rất là nhiều. Và mình có thử cho con ba ba nó ăn con ốc bươu vàng, thì con ba ba con á, thì nó chỉ ăn được cái phần phần thân thân dưới của con ốc bươu vàng á, cái phần đít á của con ốc bươu vàng, thì nó mình theo mình nghĩ thì nó không có dinh dưỡng gì. Còn cái phần đầu á, thì nó hơi dai, cho nên là mình muốn cho con ba ba con ăn á, là mình phải xử lý. Thì hồi trưa nay thì mình có thử, mình cho con ba ba nó ăn thử con ốc ốc ma này, thì để ngày mai mình kiểm tra lại xem là kết quả nó như thế nào. Thì anh em nào quan tâm thì có thể là ngày mai mình chia sẻ sau đó. Thì đây là mình quay cho anh em có hai hũ này. Mình cái hũ này thì mình có rất là nhiều hũ đó, còn cái lượng ốc này thì bữa nay mình bắt đầu mình tập trung lại thôi, chứ còn buổi trước thì mình chưa nghĩ tới cái chuyện mà mình nuôi, cho nên là mình cũng cho gà cho vịt ăn hết rồi. Thì bữa nay mình thu gom lại thì mình tập trung mình nuôi, mình thí nghiệm coi làm sao. Hũ này thì mình có mười mấy 20 hũ gì đó, rồi mình sẽ chia nhỏ nó ra để mình quan sát, mình theo dõi cho nó kỹ hơn đó. Còn nhiều khi anh em thấy nếu mình nuôi thì nuôi ngoài tạo ra cái môi trường nó sao, rồi mình nuôi với diện tích lớn, nhưng mà thực sự mà nói bây giờ tạo ra một cái môi trường để nuôi với diện tích lớn thì cũng được thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình trước khi mình làm những cái chuyện đó thì mình phải có những cái thí nghiệm trước đã. Chứ còn nhiều khi mình đưa ra ngoài môi trường mình nuôi mà nó không mang lại hiệu quả thì cũng như không. Đó. Thì có gì anh em nào mà quan tâm thì có thể đăng ký kênh, rồi mai mốt mình cứ vài bữa, cứ sau vài bữa mình thử nghiệm cái vài loại thức ăn, rồi mình có cái đánh giá lại, rồi mình coi mình nghiên cứu, anh em cũng có thể là tham khảo xem là mình nuôi, liệu mình nuôi con này nó có được hay không. Thì cái đó là ý kiến tùy anh em quyết định thôi, chứ còn mình thì mình đã có cái hướng mới cho con ngốc này rồi đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip.